Mới đây thì bản hãng SUCA Audio lại tiếp tục cho ra mắt hai dòng sản phẩm âm ly mini tích hợp pre đèn rất là hay. Video clip này muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn. Trước tiên thì chúng ta có dòng sản phẩm SUCA Smart 01. Đây là một sản phẩm mà quá là quen thuộc rồi. Và mới đây thì bản hãng SUCA Audio có tiếp tục cho ra mắt sản phẩm SUCA Smart 02. Đây là một cái sản phẩm nâng cấp của Smart 01. Nhưng mà nhìn chung thì về phần hình thức thì giống nhau đến 99,9% đúng không ạ? Nào, chúng ta cùng tìm hiểu xem rằng SUCA Smart 02 khác biệt hơn Smart 01 ở điểm gì và có nên chơi đến dòng Smart 02 này không nhá. Sản phẩm âm ly mini SUCA Audio Smart 01, đây là một cái sản phẩm mà quý vị và các bạn quá là quen thuộc rồi. Cái chất lượng âm thanh thì rất là ngọt ngào. Mà đây là một cái sản phẩm rất là hay, có tích hợp play đèn này. Đó, để chúng ta căn chỉnh bass chép này. Và cũng tích hợp thêm cái phần DAC. Đây là một cái điều rất là đáng chơi của dòng sản phẩm SUCA Smart 01. Mà với mức đầu tư thì em nghĩ là cũng rất là phù hợp, 2.350.000 đồng. Mà chúng ta có một chiếc âm ly mini, có một chiếc play đèn, có một chiếc DAC, tích hợp 3 trong 1. Vậy thì chúng ta không cần phải mua một chiếc âm ly rời, không cần phải mua một chiếc play đèn rời và không cần phải mua một chiếc DAC rời nữa, đúng không ạ? Mà gói gọn tất ở trong một cái sản phẩm SUCA Smart 01. Đó, tích hợp 3 trong 1 này với mức giá 2.350.000. Đó, nhưng mà mới đây thì SUCA Audio lại tiếp tục cho ra mắt sản phẩm SUCA Smart 02, bản nâng cấp và hoàn thiện hơn SUCA Smart 01. Mà cái giá thành thì chỉ hơn có một chút xíu thôi. SUCA Smart 02 thì hiện nay âm thanh số VN đang có mức giá giao lưu và chào bán đến quý vị và các bạn là 2.500.000 đồng. Đó. Nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu về cái khâu đóng gói và cũng như phụ kiện đi kèm của SUCA Smart 02, xem là bản hãng này, phiên bản này có phụ kiện đi kèm như thế nào và có điểm gì khác biệt hơn so với Smart 01 không nhé. Ở đây thì em có một sản phẩm mới SUCA Smart 02. Đó, mới chưa bóc hộp và sau đây em sẽ khui hộp để cho quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng và cũng như là trải nghiệm. Nào, chúng ta có một dây USB, một dây USB theo máy. Đó, dây này phổ thông của hãng SUCA rồi. Đó. Tiếp tục thì chúng ta có một cái tem QCC rất là quen thuộc, một quyển sách hướng dẫn sử dụng có tiếng Trung và tiếng Anh. Đó, chúng ta có thể tìm hiểu thêm để kỹ hơn về dòng sản phẩm này bên trong. Đó, một cái cách đóng gói mà cũng rất là cẩn thận. Nó cũng giống như những sản phẩm khác như Q5 Pro hay là Q5 Plus, là những cái sản phẩm rất là nổi tiếng của SUCA đúng không ạ? Có một dây quang theo máy. Đó, một dây quang đen theo máy này. Một chiếc điều khiển từ xa. Đó, rất là tiện đúng không ạ? Một chiếc âm ly tích hợp DAC, tích hợp cả play đèn, có cả điều khiển từ xa. Đây là một cái điều mà em rất thích ở dòng sản phẩm này. Đó, mức giá thành thì đúng chuẩn là một cái dòng sản phẩm ngon bổ rẻ, kết hợp 3 trong 1 mà lại có cả điều khiển từ xa, rất là hay. Chúng ta có một cục nguồn adapter. Đó, nguồn adapter đây thì chúng ta cắm trực tiếp với nguồn điện từ 100 cho đến 240V. Đó, và nguồn điện đầu ra để cấp cho dòng sản phẩm này hoạt động một cách ổn định nhất thì nó là 24V 4A. Đấy, khi mà chúng ta có cái vấn đề gì về cái cục nguồn này thì chúng ta lưu ý đến cái ở điện áp nhé, để chúng ta có thể thay đổi cục nguồn. Đó, một dây nguồn này. Có một dây anten Bluetooth. Đó, rất là quen thuộc của hãng SUCA đúng không ạ? Và đây thì sản phẩm này thì có trang bị một cặp bóng đèn. Bóng này bóng của Trung Quốc, chúng ta có thể nâng cấp đến bóng Mỹ 5654W. Đó. Và nhân vật chính của chúng ta đó chính là thân máy của SUCA Audio Smart 02. Đó, thân máy rất là đẹp, một cách thiết kế rất là đẹp. Rồi, chúng ta cùng đi tìm hiểu kỹ hơn về cái cách thiết kế ngoại hình và cũng như là cái đặc điểm nổi bật của Smart 02 để xem rằng là cái phiên bản Smart 02, phiên bản nâng cấp này thì có điều gì khác biệt hơn không nhá. Chúng ta lại tiếp tục đến với hai sản phẩm này. Đó, Smart 02 và Smart 01. Đó, nhìn chung thì hai sản phẩm này có cái ngoại hình thiết kế giống nhau gần như là 100%. Phải nói một câu là gần như 100%. Để chúng ta để ý kỹ hơn. Đó, về phần các cái cổng kết nối thì chúng ta mới phát hiện được Smart 02 thì có tích hợp thêm cho chúng ta một cái chức năng rất là hay và rất là tiện lợi. Em nghĩ là đây là một cái cổng kết nối mà rất là đáng chơi, đó chính là cổng đọc trực tiếp USB. đọc trực tiếp USB, mà USB ở đây không phải là USB nhạc thông thường, nhạc MP3 đó. USB ở đây nó là file nhạc FLAC, file nhạc VKAV, nhạc lốt led, nhạc chất lượng cao đấy. Đó, đấy là một cái điều rất là hay mà chúng ta rất là thích, rất là nhiều người muốn tiện dụng ở cái cổng chế độ kết nối này, cổng USB. Và ngoài ra thì vẫn có cho chúng ta những cái cổng kết nối phổ thông khác, như là cổng PC USB đó, PC USB kết nối máy tính hoặc là cắm OTG chơi điện thoại qua những cái ứng dụng như là Tidal hay Qboost, cắm cổng quang optical từ TV hoặc Smart TV. Ngoài ra thì có cổng Cosian chúng ta kết nối CD, có thêm cổng kết nối AUX để biến sản phẩm này thành một chiếc âm ly tích hợp rẻ đó. Và có USB đây là đọc trực tiếp USB, dung lượng lên đến 128 GB, có dung lượng rất là cao đó. Và anten Bluetooth đó, để chúng ta bắt Bluetooth 5.0, sử dụng con chip xử lý tín hiệu QCC 5125 đó. Đây là một cái điều rất là tốt, phạm vi bắt có thể lên đến từ 15-17 mét, bắt vô tư. Ở phía bên dưới là trang bị hệ thống đầu ra, đây là hệ thống cầu loa. Ở đây thì dòng sản phẩm này có trang bị hệ thống cầu loa xoắn đó, chúng ta có thể cắm bắp chuối và cắm màu chim hoặc là càng cua đều được đó, rất là phổ thông và có thể là cho chúng ta đầy đủ các cổng kết nối để chúng ta có thể kết nối với tất cả các kết nối đó, cầu loa. Và một chân cắm nguồn điện của sản phẩm này thì có đề là từ 18 cho đến 30V đó, 18 cho đến 30V. Và đây là một cổng layout 3.5 để chúng ta kết nối và cũng như là live sang một cái thiết bị khác. Một cái cách thiết kế rất là hoàn thiện. Ở phần mặt trước thì có một cái đèn vu vẩy theo nhạc đó, khi chúng ta lát nữa em sẽ test một bài nhạc để cho chúng ta trải nghiệm cái chất âm và cũng như là muốn được xem cái sản phẩm này nó cắm điện và hoạt động như thế nào. Nó có một cái đèn vu vẩy theo nhạc, ngoài rất là hoài niệm giống như những chiếc âm ly như là Acofay hay là những chiếc âm ly Luxman ấy. Đó, thì sẽ thường có một cái đèn vu này. Có một cái đèn vu này thì rất là nhiều các chú các bác lớn tuổi thích có những cái sản phẩm có đèn vu. Nó giống như SUCA Smart, SUCA HP01 hay HP02 đấy. Đấy, được trang bị đèn vu, đấy là một cái điều rất là hay và rất là đẹp đúng không ạ? Các cổng tín hiệu đầu vào, đó, đây là một cái dãy tín hiệu đầu vào, thì mỗi một cái cổng tín hiệu đầu vào sẽ có tương ứng một cái đèn, nó một cái đèn hiển thị, đó, lát nữa em sẽ cắm điện. Và có một cái núm chỉnh bass này, nó tăng bass chép này, đây là núm cơ. Núm cơ thì sẽ bền hơn là chúng ta sử dụng chỉnh ở trên điều khiển. Đó, núm cơ thì nó sẽ bền hơn. Đó, và nó chi tiết hơn, nó chính xác hơn. Núm chỉnh bass này, núm chỉnh chép này. Ngoài ra thì đây là núm volume, kết hợp tắt bật nguồn, chọn chế độ đầu vào. Đó. Nào, quý vị và các bạn cùng em đi cắm điện và cũng như là test một đoạn chất âm ngắn của dòng sản phẩm SUCA Smart 02 này nhé. Một người ngồi bên kia sông, im nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi đây trong hoa, trôi theo nước chảy phương nào. Trời thì mưa rơi, không ngừng xuôi tuôn niềm đau. Người thì hẹn nhau sang sông, mong trong tạnh mùa. Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu. Hẹn hò tan thu sang xuân, bên nhau biết thuở ban đầu. Dù tình không nguôi đôi ta, xin cho hứa vui về sau. Trời còn làm cho mưa rơi cách biệt dài lâu. Nước vẫn trôi màu, mắt vẫn hoen sầu. Đành để hôn theo nước trôi không màu. Số kiếp hay sao không cho bắc cầu, thì xin sông nước sẽ cho gần nhau. Và đó, vừa rồi mọi người đã được trải nghiệm cái khả năng biểu diễn âm thanh của SUCA Smart 02. Và dòng sản phẩm này thì tại cửa hàng âm thanh số VN vẫn luôn sẵn hàng mọi người nhé. Vẫn luôn sẵn hàng để phục vụ cho quý vị và anh chị đam mê âm thanh. Và sản phẩm này thì tại cửa hàng âm thanh số VN đang có mức giá chào bán 2.500.000 đồng, miễn phí ship toàn quốc. Và cái phần quà ưu đãi bên cửa hàng âm thanh số VN thì sẽ là tặng cho quý vị và các bạn một dây quang ly tông. Đó, một dây quang ly tông của Mỹ. Độ dài thì có từ 1,5 m cho đến 2 m, tùy vào cái nhu cầu của quý vị và các bạn. Ngoài ra thì sẽ miễn phí vận chuyển này, tặng dây quang này, và tặng cho quý vị và anh chị 500 bài nhạc lót lát chất lượng cao gửi trực tiếp qua Zalo để chúng ta có thể trải nghiệm cùng với âm ly mini Smart 02. Hơn nữa thì khi mà chúng ta có cái nhu cầu mà nâng cấp lên bóng Mỹ, có nhu cầu nâng cấp lên bóng Mỹ 5654 BK đó, thì bên em sẽ hỗ trợ cho quý vị anh chị với mức giá nhập, giá siêu tốt 250.000 một cặp đó, để mà chúng ta nâng cấp bóng Mỹ thay cái bóng tàu để mà trải nghiệm cái chất lượng âm thanh nó được ngọt ngào hơn đó. Và dòng sản phẩm này thì tại cửa hàng âm thanh số VN thì sẽ được bảo hành cho quý vị anh chị 12 tháng. Sản phẩm sẽ được bảo hành 12 tháng và trong trường hợp có lỗi do nhà sản xuất thì 3 tháng đầu tiên em sẽ hỗ trợ đổi mới cho chúng ta luôn. Đổi cho sản phẩm mới để cho chúng ta có cái trải nghiệm âm thanh và cũng như là cái trình biểu diễn âm nhạc nó được hoàn hảo nhất, nó được tối ưu nhất. Và video clip và review cũng như là giới thiệu đến sản phẩm SUCA Smart 02 xin phép được tạm dừng tại đây. Cửa hàng âm thanh số VN xin phép được kính gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả quý vị anh chị đã ủng hộ và cũng như là theo dõi kênh YouTube của cửa hàng âm thanh số VN. Xin cảm ơn.